Kính thưa quý vị, ơn thầy cô là một điều không thể. Không ai, mỗi con người chúng ta đều sinh ra lớn lên, được học dưới mái trường, được nghe những lời giảng của thầy cô giáo. Và hôm nay để nhớ lại kỷ niệm ấy, xin mời hai em Ngô Lụa và Thanh Hoa xin gửi đến toàn thể quý vị các đức tên Bùi Phấn. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Yeah.